Hello, xin mến chào tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay trời lạnh, không đi chợ, lười các bạn. Và hôm nay tiết kiệm ở nhà, ra vườn hái đậu gồng vào xào thịt bò ăn. Món ăn đơn giản vậy thôi ngày hôm nay. Và mời các bạn cùng mình vào bếp làm món ăn hôm nay nhé. Ăn tiết kiệm thôi các bạn. Hôm nay trời lạnh quá mọi người ơi, ra vườn hái đậu gồng vào xào thịt bò ăn thôi. Trời lạnh quá không có đi chợ, mấy nhóc nhà ngủ nướng cho nên không đi chợ, hay ra hái cây nhà lá vườn xào thịt bò ăn. Không thấy thì trái nó to như thế này. Nó to quá thì nó không ngọt nữa. Thịt bò mình sắt rồi nè mọi người, để trong cái ăn đá đông, đá là giờ nó cứng ngắc cho nên mình sắt lát nào nó dày 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 luôn. Đây một dĩa thịt bò để đây, nguyên liệu bò. Đây là ớt với đây là hành với tỏi, còn hành đây cải là à. Hành tỏi, còn đây là đậu gồng hồi nãy mình mới vừa hái ra nè các bạn. Giờ mình đã rửa sạch rồi, giờ mình sắt thôi, sắt xéo xéo gì nè mọi người. Dạ mọi người, mọi người, người. Nguyên liệu mình đã chuẩn bị đầy đủ sẵn rồi, giờ bắt đầu mình bắt đầu xào thôi. Mình không có cái chảo lớn, mình xào trong cái nồi luôn các bạn. Cho dầu vào. Wow. Và đây là hành nè mọi người, hành tỏi và cho vào mình cháy nó vàng lên rất là thơm mọi người. Nhà mình thì không có ăn tỏi cho nên là mình để hành thôi. Đây là thịt bò mà mình để trong tủ lạnh cho nên nó đã còn đông đá luôn. Xào thịt bò nó săn lại. Thơm gì vậy? Thơm gì vậy hả? Gì vậy? Cho vào một tí muối, một tí bột ngọt, sao không đường, cái mặt đường hơi nhiều hơn một tí. Để qua cái chảo cho nó dễ mọi người ơi. Để vô cái nồi sao mình xào nó khó quá. Thịt bò thì mình xào cho nó săn lại như thế này thôi. Và mình nhắc xuống.
cái nồi hồi nãy mình đi xào, mình chắc nước ra mình xào đậu rồng mọi người. Tại vì mình xào mà cái đậu rồng, cái thịt bò nó chín quá thì nó sẽ dai lắm. Lấy cái nước này để nó hạn chế nước. Mình xào cho đậu rồng nó chín thì mình để thịt vô mình trộn lên. Thế là mình có một cái món ăn đơn giản, tiết kiệm luôn, cây nhà lá vườn các bạn. Đậu rồng nó vừa chín thì mình để thịt vào các bạn ơi, để vào mình trộn lên. Mình để nó chín quá, đậu rồng chín quá thì nó cũng sẽ mềm, nó không ngon. Và còn thịt thì chín quá thì nó sẽ rất là dai. Đấy. Xong mình chắc ra thôi. Xong rồi nè mọi người, chắc ra và mình chắc thêm một ít tiêu nữa là mình có thể thưởng thức được rồi. Đấy, chấm nước tương ăn rất là ngon luôn mọi người. Wow.